Để mà rèn luyện được năng lực lãnh đạo ấy, thì ta hãy bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản nhất. Vậy năng lực lãnh đạo là gì? Hay cụ thể hơn là những yếu tố nào làm cho một người trở nên nổi bật hơn với những người khác, hoặc là được chấp nhận là một nhà lãnh đạo, hoặc là lãnh đạo cơ của một nhóm. Tố chất lãnh đạo chính là câu trả lời truyền thống cho câu hỏi này. Những đặc điểm tính cách nổi trội là sự tự tin, kiên định, bản lĩnh và thẳng thắn sẽ quyết định vai trò lãnh đạo trong mọi tình huống. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ những tố chất lãnh đạo là có khả năng thiên bẩm, còn phần lớn là những kỹ năng được rèn luyện và phát triển theo thời gian. Và những đặc điểm tính cách cơ bản nào đã tạo nên một con người lãnh đạo? Đó là sự nhiệt tình. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần phải duy trì lửa cho công việc của mình. Thứ hai là sự chính trực, là phẩm chất khiến cho mọi người tin tưởng bạn, và sự tin tưởng luôn cần thiết trong tất cả các mối quan hệ, dù là nghề nghiệp hay giữa các cá nhân với nhau. Yếu tố thứ ba là yếu tố bền chí. Nhà lãnh đạo thường là những người luôn đặt ra những yêu cầu, những tiêu chuẩn cao nên cảm thấy khó chịu khi công việc cứ dậm chân tại chỗ. Họ vốn là những người rất kiên trì và quyết đi đến cùng với những mục tiêu đã đề ra. Thứ tư là sự công bằng. Các nhà lãnh đạo hiệu quả luôn biết cách đối xử khác nhau đối với từng cá nhân, nên trên cơ sở công bằng và không thiên vị. Thứ năm là sôi nổi. Người kiêu kỳ lạnh lùng không thể là những người lãnh đạo bao hàm cả trái tim lẫn lý trí. Yêu thích những gì bạn đang làm và quan tâm tới những người xung quanh đều quan trọng như nhau. Cái thứ sáu là sự khiêm tốn. Một người lãnh đạo hiệu quả biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đối lập, cũng như không bao giờ tự phụ rằng mình là người tài giỏi nhất. Thứ bảy là sự tự tin. Sự tự tin là đặc điểm đầu tiên mà mọi người cần nhận thấy ở bạn. Việc phát huy sự tự tin luôn là bước đầu để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Nhưng đừng trở nên quá tự tin đến mức mà vì đây là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới sự kiêu ngạo. Nếu mà ta tự tin quá mức đến như vậy thì nó sẽ dẫn đến sự kiêu ngạo. Và yếu tố cuối cùng là sự chính trực. Đó là những đặc điểm phân biệt giữa người lãnh đạo giỏi và những nhà lãnh đạo hướng thiện. Adolf Hitler có thể nhìn nhận là một nhà lãnh đạo giỏi trong một số phương diện nào đó, nhưng rõ ràng ông ta thiếu sự chính trực và cái tâm. Và một nhà lãnh đạo mà không dựa trên nền tảng của sự chính trực thì không thể tồn tại lâu dài được, sẽ sụp đổ sớm hay muộn mà thôi. Ngay bây giờ bạn có thể bắt đầu phát triển những phẩm chất này. Bạn có thể xây dựng sự tự tin, khám phá nguồn cảm hứng mới và đạt đến sự chính trực. Nhưng tất cả đều cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Hãy xem xét những tiến bộ của bạn khi điểm mạnh và điểm yếu bắt đầu bộc lộ và thay đổi theo hướng tích cực, và luôn mở lòng để tiếp thu những ý kiến phản hồi về kết quả đạt được, và có đôi chút làm bạn buồn phiền. Bài trắc nghiệm sau là để kiểm tra cái phẩm chất lãnh đạo cơ bản của mình. Đó là trắc nghiệm bao gồm bạn có chứng tỏ mình là người lãnh đạo có trách nhiệm hay chưa, có hoặc là không, bạn có thích trách nhiệm và những phần thưởng dành cho công tác lãnh đạo hay không, có hoặc không, bạn có được nhiều người biết đến vì sự nhiệt tình trong công việc của mình hay không, có hoặc không, bạn đã bao giờ được đánh giá là sự chính trực chưa, bạn có phải là người đầy nhiệt huyết không, bạn có phải là người năng động luôn tham gia các hoạt động xã hội hay không, bạn có đủ tự tin để đối diện với sự phê bình, thờ ơ hoặc là thiếu cảm tình từ người khác hay không? Bạn có khả năng kiểm soát được cảm xúc và tâm trạng của mình hay để chúng chế ngự? Có hoặc là không? Bạn đối xử không trung thực với những người làm việc cho bạn trong 6 tháng qua hay không? Có hoặc là không? Bạn sống hướng nội hay hướng ngoại, hay vừa hướng nội vừa hướng ngoại theo cách của nhà lãnh đạo? Cái thứ hai đó là lãnh đạo theo tình huống. Ngoài việc sở hữu những đặc điểm tính cách nổi trội thì việc lãnh đạo còn phụ thuộc vào tình huống nữa.
có những tình huống khiến một người nổi bật lên như một nhà lãnh đạo tài hoa, nhưng cũng trong một số tình huống khác thì họ không thể họ lại không thể. Winston Churchill là một nhà lãnh đạo vĩ đại trong thời chiến, nhưng lại không xuất sắc trong thời bình. Cách tiếp nhận khả năng lãnh đạo theo tình huống như thế này xuất phát từ việc đề cao tầm quan trọng của kiến thức trong đời sống công việc, và kiến thức là gắn liền với quyền lực. Có bốn loại quyền lực ở con người: quyền lực địa vị và đẳng cấp. Hãy tôn lệ tôi. Quyền lực kiến thức là quyền lực thuộc về những người có hiểu biết. Quyền lực nhân cách là quyền lực cao nhất của quyền lực về nhân cách và uy tín. Quyền lực đạo đức là quyền lực cá nhân yêu cầu người khác hy sinh. Nelson Mandela là nhà lãnh đạo có phẩm hạnh và tính chính trực và sự thuyết phục. Trải qua nhiều năm trong tù nên ông đã tôi luyện được quyền lực đạo đức để yêu cầu những người đồng hương của mình và cả những người phụ nữ chấp nhận khó khăn gian khổ trên con đường dài đi đến sự thống nhất và thịnh vượng của quốc gia. Tương tự, các thủy thủ làm theo mệnh lệnh của con tàu tròng trành trong cơn bão vì họ cảm nhận được rằng thuyền trưởng vốn có hiểu biết sâu về biển cả và khoa học hàng hải lại được trải nghiệm nhiều nhờ vào những lần chống chọi với những cơn bão lớn khác. Kiến thức trong trường hợp này đã tạo nên sự tự tin, sự tin tưởng cũng ở những người khác. Tuy nhiên, tự bản thân kiến thức chuyên môn chưa thể giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo giỏi được, mà chỉ là yếu tố cần thôi, nhưng chưa đủ. Tình huống minh họa sau đó là Mentin Sullivan là một nhà kỹ thuật viên xuất sắc và anh cảm thấy hài lòng khi được thăng chức làm trưởng nhóm. Mặc dù giám đốc kỹ thuật phụ trách sản xuất Sally Henderson vẫn còn nghi ngờ về năng lực của Mentin trong vai trò là nhà quản lý tuyến đầu, nhưng việc đề bạt anh lên vai trò quản lý là cách duy nhất để tăng cường để tăng lương cho những người có thâm niên làm việc và có kinh nghiệm chuyên môn như Mentin. Sau vài tuần, hiệu suất hoạt động của nhóm Mentin bắt đầu giảm sút so với những nhóm khác. Mentin biết rõ nguyên nhân nhưng lại không hề lắng nghe. Khi sự việc càng lúc không thấy thuận lợi thì anh ta lại biến thành người chỉ biết đổ thừa cho hoàn cảnh. Cả nhóm quyết định trình bày với Henderson, chắc chắn anh khô ấy biết nhà máy là đang tụt dốc. Anh ấy là một chuyên gia thực sự, nhưng chúng tôi không thể sử dụng từ lãnh đạo để nói về anh ấy được. Một người lãnh đạo cần phải có nhiều yếu tố khác hơn là có kiến thức chuyên môn. Tất cả những điểm chính về quyền lực, địa vị, kiến thức về nhân cách đều là quan trọng như nhau. Để có thể có được sự hợp tác cao nhất của mọi người thì bạn cần phải cân bằng giữa ba loại quyền lực này. Cũng như một chiếc kiềng ba chân, đừng dồn trọng lượng về một chân duy nhất. Ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp lãnh đạo của mình, có thể bạn sẽ làm việc trong một lĩnh vực đã được xác định khá rõ ràng với những kiến thức chuyên môn cần thiết mà bạn đã tích lũy được. Nhưng các tình huống công việc luôn thay đổi theo thời gian để kiểm tra độ linh hoạt của bạn. Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn khẳng định xem liệu mình có đi đúng sở trường hay được phát huy tính linh hoạt trong những tình huống khác nhau hay không. Trắc nghiệm khả năng năng linh động trong những tình huống. Đó là những trắc nghiệm sau đây. Những mối quan tâm năng khiếu, ví dụ như khả năng hùng biện, khả năng chuyên môn, tính cách của bạn có phù hợp với lĩnh vực bạn đang hoạt động có hoặc là không. Bạn có thể xác định một lĩnh vực nào đó mà bạn có khả năng thể hiện nổi trội như nhà lãnh đạo có hoặc là không. Bạn phát huy quyền lực kiến thức như thế nào? Bạn có thể làm tất cả những gì ở giai đoạn này của sự nghiệp để tiếp thu kiến thức chuyên môn cần thiết của các chuyên gia hay không? Bạn có tích lũy kinh nghiệm trong hai lĩnh vực, hai ngành nghề hay hai chức năng trở lên? Bạn có quan tâm đến những lĩnh vực liên quan đến công việc riêng đôi khi hoặc không bao giờ hoặc là luôn luôn? Bạn thích ứng như thế nào trong lĩnh vực của mình? Tốt, tức là bạn thích ứng tốt đến sự thay đổi tình huống mang lại bằng sự linh động rõ rệt trong phương pháp. Bạn hiểu rõ những tình huống đó, bạn biết những suy nghĩ xử lý chúng bằng phương thức lãnh đạo phù hợp vừa phải, tức là bạn đã chứng tỏ rằng mình là một trong những tình huống. Tuy nhiên, bạn phải hài lòng chỉ khi những tình huống xảy ra mang tính chất không thông thường bạn có thể dự đoán được, hoặc là kém, bạn thích nghi khá với môi trường làm việc cụ thể và không thể chịu được sự thay đổi, do đó bạn thường bị xem là cứng nhắc và kém linh động.
Khả năng thứ ba là khả năng lãnh đạo nhóm. Khả năng lãnh đạo nhóm thì mình sẽ nêu ở phần sau. Kết thúc hai cái phần tại đây.